Lithuania hay còn được thế giới biết đến với cái tên Litva quen thuộc, được xem là viên ngọc sáng của vùng Baltic, nổi bật với những lâu đài lộng lẫy, khu phố cổ đẹp nhất châu Âu và bờ biển Baltic xinh đẹp. Cũng giống các quốc gia châu Âu khác, nếu bạn muốn đến Lithuania du lịch thì phải có visa du lịch. Lệ phí tùy thuộc vào từng đối tượng và trường hợp cụ thể. Thông thường thời gian xét duyệt sẽ rơi vào khoảng 10 đến 15 ngày. Hôm nay, Lữ hành Việt Nam sẽ hướng dẫn các thủ tục làm visa du lịch Lithuania đơn giản nhất. Để hồ sơ xin visa được chấp thuận nhanh chóng, khách hàng hãy chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau. 1. Tờ khai xin visa Lithuania. 2. Hai ảnh 3.5 x 4.5 nền trắng, lưu ý ảnh chụp không quá 6 tháng và không đeo kính. 3. Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực tối thiểu 3 tháng, đảm bảo còn 2 trang trống để dán visa. Hộ chiếu cũ, nếu có. 4. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu. 5. Bản sao công chứng căn cước công dân. 6. Bản sao công chứng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Hồ sơ chứng minh công việc bao gồm: 1. Đối với cán bộ công nhân viên, chuẩn bị hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất và đơn xin nghỉ phép. 2. Đối với chủ doanh nghiệp, chuẩn bị giấy phép đăng ký kinh doanh, hóa đơn nộp thuế 3 tháng gần nhất. 3. Đối với học sinh, sinh viên, chuẩn bị giấy xác nhận học sinh, sinh viên của nhà trường và đơn xin nghỉ phép. 4. Đối với người đã nghỉ hưu, cần có quyết định nghỉ hưu và sổ nhận lương hưu. Hồ sơ tài chính bao gồm: 1. Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản như sổ đỏ, giấy đăng ký xe ô tô. 2. Sao kê ngân hàng trong 3 tháng gần nhất. Ngoài ra, thông tin về chuyến đi cũng rất quan trọng. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ thông tin về lịch trình chuyến đi, bảo hiểm du lịch, xác nhận đặt khách sạn và vé máy bay khứ hồi. Lưu ý, hồ sơ xin visa cần dịch thuật sang tiếng Anh. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, đại sứ quán sẽ yêu cầu nộp thêm các giấy tờ phù hợp. Với dịch vụ visa chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả của Lữ hành Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mọi thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Mọi thắc mắc về dịch vụ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp chi tiết nhất.